Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo mưa bão trong hơn một tháng qua. Đập Tam Hiệp đang xả nước khẩn cấp, khiến mực nước sông Dương Tử tăng cao chóng mặt. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Thượng Hải đã biến thành thành phố trên biển, đường phố biến thành sông và ở một số khu vực nước ngập tới cả mét. Lái xe giống như đang lái thuyền trên muôn trùng con sóng lớn. Hôm vừa qua, Thượng Hải tiếp tục bị những cơn mưa dữ dội tập kích, lượng mưa trung bình lên tới hơn 120mm. Trong buổi sáng cùng ngày, đài quan sát khí tượng trung tâm Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành màu vàng, đồng thời đưa ra cảnh báo màu vàng cho tổ hợp mưa xối xả, gió mạnh, sấm sét, kêu gọi người dân tăng cường đề phòng. Có cư dân mạng ở Thượng Hải mô tả, mưa lớn ở Thượng Hải giống như bầu trời bị thủng vậy, với tay một cái là hứng được cả một chậu nước rửa mặt. Mưa lớn cộng với mực nước trên sông Dương Tử tăng vọt là mực nước trên sông Hoàng Phố cũng tăng lên nhanh chóng. Hệ thống kiểm soát và thoát nước của Thượng Hải gần như mất hiệu lực nên gây ra ngập lụt khắp thành phố. Một video khác cho thấy quận Từ Hội, một quận trung tâm của Thượng Hải đã bị ngập lụt và đường phố đều biến thành sông. Một số nơi nước ngập đến cả mét. Theo thông tin chính thức, trận hồng thủy lần này trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp và đang tiến về các thành phố ở hạ lưu. Do đập Tam Hiệp xả lũ để tự bảo vệ nên mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử đã tăng vọt. Vũ Hán, Kinh Châu, Ân Thi và nhiều thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc sẽ bị ngập lụt trong các ngày tiếp theo. Hiện tại, trận hồng thủy số 1 của sông Dương Tử vẫn chưa về đến Thượng Hải. Nhưng có thể dự đoán là Thượng Hải cũng sẽ phải đối mặt với một trận lũ lụt rất nghiêm trọng. Trước đó, trên Internet đã có một cuộc thảo luận sôi nổi rằng năm nay lũ lụt tấn công khiến đập Tam Hiệp nguy cơ trùng trùng. Nếu như con đập bị vỡ, Thượng Hải sẽ biến thành thành phố trên biển. Để cứu vớt thể diện của công trình đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải xả lũ khẩn cấp để cứu đập. Nhưng việc này lại gây ra lũ lụt nghiêm trọng cho người dân ở các thành phố khu vực phía dưới hạ lưu. Dịch bệnh giờ lại thêm lũ lụt khiến người dân phải chịu nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời. Có cư dân mạng phàn nàn, có vẻ như toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đã bị lũ lụt nhấn chìm mà không phải do vỡ đập. Các chuyên gia thì bác bỏ tin đồn và nói rằng con đập không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá rồi, nhưng ngay cả khi không có vấn đề gì, bị ngập đến nước này thì chính phủ cũng phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Có cư dân mạng còn chế giễu, lũ không ngập đến Trung Nam Hải là được rồi, đừng làm phiền chủ tịch Tập nghỉ ngơi. Thưa quý vị, con đập khổng lồ nằm trên một phần thượng nguồn của sông Dương Tử và giúp ngăn lũ lụt ở hạ lưu bằng cách giữ nước mưa trong một hồ chứa khổng lồ, sau đó kiểm soát việc xả nước qua các cửa cống của nó. Trong mùa khô, mực nước của hồ chứa được giữ ở mức tối đa là 175m. Vào mùa hè, nó dần dần hạ xuống thấp 145m để nhường chỗ cho nước lũ tràn vào. Nhưng đó không là gì so với khối lượng nước lũ có thể chảy vào đập trong những năm tồi tệ. Phan Xiao, một nhà địa chất Trung Quốc và là nhà phê bình lâu năm về con đập cho biết, một trận mưa lũ lớn sẽ mang đến hơn 244 tỷ mét khối nước, tức là khoảng gấp đôi thể tích của biển chết, có thể đi qua Tam Hiệp trong 2 tháng, theo tính toán của Phan. Khả năng chứa của hồ chứa của đập chỉ có thể xử lý khoảng 9% lượng đó. Nó giống như việc sử dụng một chiếc cốc nhỏ để xử lý một bồn nước lớn. Về mặt kiểm soát lũ lụt, chi phí của con đập chắc chắn cao hơn lợi nhuận thu được, ông Phan nói thêm. Đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Tính đến mùa thu năm 2007, đã có hơn 4.700 vụ sạt lở đất ở một số khu vực vách đá và núi dốc, và 1.000 địa phương đã được yêu cầu gia cố hoặc sơ tán. Bắc Kinh đã có chính sách khuyến khích người dân sống ở các khu vực dễ bị tổn thương do sạt lở đất đai di chuyển đến các thành phố khác, và đã phân bổ khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ cho việc tái định cư và xây dựng đội quân tiếp viện. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã được thảo luận từ những năm 1950. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra và ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực hết sức trái ngược.
từ khi Mao Trạch Đông nhấn mạnh khẩu hiệu nhân định thắng thiên, tuyên bố cải tạo làm sạch sông Hoàng Hà, đến khi Đặng Tiểu Bình nói rằng khởi động dự án có những vấn đề chính trị, nhưng không khởi động thì còn nhiều vấn đề chính trị hơn, vì vậy vẫn phải khởi động. Ý kiến của ông Đặng rất rõ ràng, không chấp nhận ai đó bên ngoài đảng chống lại. Càng nhiều người phản đối càng phải kiên trì. Dự án đập Tam Hiệp còn được ủng hộ mạnh mẽ và tích cực thúc đẩy bởi hai lực lượng. Một là lực lượng làm điện lực đứng đầu là Thủ tướng Lý Bằng, hai là Bộ trưởng Thủy lợi Tiền Chính Anh và hệ thống liên quan. Sự hỗ trợ của hai lực lượng này để khởi động dự án Tam Hiệp cho thấy có một nền tảng của lợi ích ngành trong việc hình thành các chính sách. Có một điểm đáng lưu ý, hai nhiệm kỳ ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư, xuất thân là cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, kỹ sư thủy lợi, nhưng ông không một lần đặt chân đến Tam Hiệp. Ông Phan Gia Tranh, người được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của đập Tam Hiệp, là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, cũng là tác giả của quyển sách Giấc mộng Tam Hiệp. Ông kể về giấc mơ khủng khiếp của mình, bị dẫn độ ra tòa án quốc tế về sinh thái môi trường. Tại đó, ông bị thẩm vấn, bị buộc tội và cuối cùng bị tuyên án. Lời tuyên án ghi rõ, bị can Phan Gia Tranh bị khai trừ khỏi loài người, bị ném xuống ma đạo, dẫn đến địa ngục phải chịu mọi cảnh đau đớn khôn nguôi. Là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, ông Phan Gia Tranh biết rõ lợi hại của dự án Tam Hiệp. Ông đã liệt kê ra đến 20 điểm khuyến cáo về việc không phù hợp nếu xây dựng đập. Nhưng rồi được sự giúp đỡ giáo dục của chính quyền, sau đó ông lại trở thành chuyên gia hàng đầu của dự án này. Ông đã khuất phục trước áp lực chính trị, công trình Tam Hiệp đã hoàn thành với hậu quả xấu nhãn tiền. Theo tác giả Thierry Sanjuan, Remy Bro, Bắc Kinh muốn chơi con bài chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc để thúc đẩy một biểu tượng về quang vinh vĩ đại. Với một dự án tương đương với Vạn Lý Trường Thành, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước đòi hỏi phải tăng cường sản xuất điện và khả năng điều hướng tốt hơn dọc theo con sông lớn nhất Trung Quốc. Đó là những lý do được đưa ra cho dự án đập Tam Hiệp. Các trí thức bất đồng chính kiến đã mạnh mẽ lên án dự án. Người nổi tiếng nhất là nhà báo Jai King, người đã vận động chống lại việc xây dựng con đập từ những năm 1980 trở đi và cùng với việc phát hành cuốn sách Giấc mơ Dương Tử vào mùa xuân năm 1989. Quy tụ 40 nhà khoa học, nhà kinh tế và nhà báo phản đối dự án. Điều này dẫn đến cho ông án tù 10 tháng, bao gồm 6 tháng biệt giam. Tại thời điểm xây đập, một số nhà môi trường cho rằng dự án có thể tiêu tốn tới 75 tỷ đô la Mỹ cho các vấn đề về môi trường. Trên thực tế, sông Dương Tử nhận hơn 1 tỷ tấn nước thải mỗi năm từ hơn 3.000 ngành công nghiệp và công ty khai thác mỏ. Khoảng 50 chất ô nhiễm đã được xác định trong nước của sông, bao gồm nhiều chất độc như chì, thủy ngân, cadmium, chrome, arsen, cyanua và phenol, cũng như các sản phẩm gây ô nhiễm từ ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy giấy và nông nghiệp, bao gồm nitrat, phosphat và cellulo. Đến năm 2003, chỉ một số nhà máy xử lý nước được hoàn thành. Và dù chính phủ Trung Quốc đã tiêu tốn 2,55 tỷ đô la Mỹ cho các dự án làm sạch, chất lượng nước vẫn không được cải thiện trên sông Dương Tử. Chất thải đô thị cũng là một phần của 16,6 tỷ tấn chất thải được dòng sông mang theo kể từ năm 1988. Và việc xử lý biển chất thải này sẽ khiến dự án đập Tam Hiệp lỗ nặng. Cố vấn Nhà Trắng Navarro đã từng đề cập về hiện trạng này với câu nói hài hước chua cay: nước, nước rất nhiều nhưng không có giọt nào uống cả. Vào mùa xuân năm 2011, mặc dù chính phủ Trung Quốc hiếm khi thừa nhận những sai phạm với dự án này, điều kịch tính nhất xảy ra khi Quốc vụ viện do ông Ôn Gia Bảo đứng đầu thừa nhận những vấn đề cấp bách trong một tuyên bố nhằm xoa dịu sự tức giận của công chúng. Vào năm 2010, các kỹ sư đã đề xuất một đợt di dời nữa của hàng trăm nghìn cư dân gần đó và yêu cầu đầu tư nhiều hơn vào việc khôi phục hệ sinh thái. Cùng lúc đó, Quốc vụ viện, nội các Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố cần phải chi thêm 20 tỷ nhân dân tệ hoặc nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề về sạt lở đất, ô nhiễm và di rời. Dai King, nhà phê bình lâu năm về dự án cho biết, chính phủ xây một con đập nhưng lại phá hủy một con sông. Nhà phân tích Jonathan Watt viết trên Guardian vào năm 2011 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng ngân sách cho các nhà máy xử lý nước, nhưng những người phản đối đập cho rằng con số ấy không thể đủ. Dù chính phủ có nỗ lực như thế nào để giảm bớt rủi ro, thì điều đó cũng là vô ích. Hội đồng nhà nước đang chi nhiều tiền cho dự án hơn là cho việc điều tra đầy đủ. Họ không có sự sẵn sàng thực sự để giải quyết vấn đề.
Thưa quý vị, nhắc đến thiên tai, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến động đất sóng thần. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, chúng ta hầu như khó có thể chống lại và điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu thương vong. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất lớn xảy ra tại thị trấn Jingxiu, huyện Vân Xuyên, Tứ Xuyên với cường độ 8,0 độ Richter trở lên. Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Vân Xuyên lên tới 69.227 người, thật sự rất bi thảm. 8 trận động đất này xảy ra ở nhiều nơi khác nhau ở Vân Nam. Theo sử sách ghi lại, nó đã xảy ra một lần ở huyện Jinjilang, Vân Nam cách đây hàng trăm năm, trước khi động đất xảy ra hiện tượng rất khác thường trên bầu trời. Ban ngày trời quang mây tạnh, mây mù áp chế khiến cho toàn bộ Jilang quận đều bị bóng tối vây quanh. Không bao lâu sau, một tiếng sấm rền vang lên từ phía tây nam. Lúc đó người dân không hề hay biết về thiên tai sắp xảy ra. Khi trận động đất xảy ra, nhiều người đã mất mạng trong trận động đất kinh hoàng. Các trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên cũng xảy ra ở Yongsan và Quixi ở Vân Nam. Hai trận động đất xảy ra cách nhau vài thập kỷ, mỗi trận đều gây ra thương vong nghiêm trọng. Vào thời Kháng Hy cũng có một trận động đất lớn với cường độ tương tự, với số người chết lên tới khoảng 3.000 người. Điều này đã làm dấy lên sự chú ý của toàn bộ triều đình và dân chúng. Vị trí xảy ra vụ việc nằm ở phía nam huyện Mizu, tỉnh Vân Nam, cũng là nơi có nhiều sông ngòi, nước sông bị mất nhanh do ảnh hưởng của trận động đất, thiệt hại về kinh tế đất đai cũng rất lớn. Một nơi khác cũng xảy ra vào thời nhà Thanh là Junipo, Đang Chuân, Vân Nam. Diện tích Junipo tương đối rộng, có nhiều người sinh sống gần đó. Năm 1789, một trận động đất xảy ra gần hồ Fujian ở Vân Nam. Cường độ của trận động đất cũng trên 7 độ Richter, gần như không thua gì trận động đất ở Vân Xuyên. Hầu hết những người bị ảnh hưởng là các ngôi làng gần Fujian. Ngoài thương vong, một số gia cầm thuần hóa cũng bị tiêu hủy. Với trận động đất và lũ quét, nhiều thứ bị cuốn trôi vào sông hồ cùng với dòng chảy. Thiệt hại do trận động đất gây ra không chỉ khiến nhà cửa bị sập, mà nhiều vùng đất nông nghiệp cũng bị nứt do động đất. Trong 8 trận động đất ít được biết đến, trận động đất mạnh nhất là vào thời Đao Quang, thang động đất lên tới 8 độ Richter. Nó xảy ra ở khu vực Jianglin của sông Min, Vân Nam và kéo dài trong một thời gian dài, giữa ngày và đêm gần như không bị gián đoạn. Khoảng thời gian gần nhất là sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập ở một nơi gọi là huyện Thông Hải ở Vân Nam. Quý vị thân mến, đi cùng với sự phát triển của thời đại, nhiều công nghệ đã được phát triển có thể dự đoán trước động đất, có thể phát hiện trước gần như trong vài giây. Cùng với việc truyền tải thông tin nhanh chóng, con người có thể tránh được thương vong ở mức độ lớn nhất. Chúng tôi tin rằng những mặt hạn chế do các trận động đất trước mang lại sẽ dần được khắc phục. Thiên tai là yếu tố không thể nào cưỡng lại được. Khi gặp động đất, phải sơ tán nhanh chóng, có trật tự hoặc tìm nơi ẩn nấp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.